Xin chào cả nhà, hôm nay em Hương làm một video giới thiệu đến các cô dì chú bác và các anh chị dòng bếp đơn giản dễ sử dụng của các hãng như là Paloma này, Rinnai. Đấy, hai hãng Paloma và Rinnai đều là hai hãng rất là nổi tiếng của Nhật. Giống như các dòng xe mình hay sử dụng, xe máy đấy là hãng Honda hay là hãng Yamaha. Đây cả nhà nhé, em sẽ quay cả nhà xem. Đây, em sẽ nói giá trên từng sản phẩm luôn cho các bác tiện theo dõi nhé. Cả nhà đang theo dõi cho em xin một nốt like, một nốt đăng ký các anh chị nhé. Đầu tiên là em này đấy ạ. Em này là một em mặt màu xám, xám ghi đấy ạ. Đây, của hãng Rinnai cả nhà nhé. Rinnai núm vặn rất là dễ sử dụng. Đây, hai lò nướng. Đây, hai em trên này là hai em núm vặn cả nhà. Đây. Em này là của Paloma. Em này là mặt sơn cả nhà. Em này là mặt sơn nhá. Còn em này là mặt men. Em này, em men này thì em bán với giá là 1.800.000. 1.800.000 cả nhà nhé. Còn em bên này thì em bán với giá là 1.600.000. Đây cả nhà, giá này em đã bao ship cả nhà nhé. Em trong đây là em Rinnai nút đề cả nhà. Nút đề mình ấn xuống nhẹ thôi ạ. Đây, có cần điều chỉnh lửa to nhỏ cả nhà nhé. Cần đặt lửa to nhỏ. Em này cũng rất là đẹp, em này mặt men cả nhà. Có nút 3S cả nhà nhé. Đây. Trước khi gửi hàng cho các bác thì em sẽ test lửa nên là cả nhà cứ yên tâm. Em này em bán 1.800.000 cả nhà. Em này mặt men. Nút đề. Đây, tiếp theo cũng là một em mặt trắng sữa của Rinnai cả nhà. Em này cũng là nút đề cả nhà. Đây, em này cũng là nút đề. Đây, trong đây đang có pin nên là nó đánh lửa đấy cả nhà. Khi gửi hàng thì em sẽ gửi tặng các bác kèm một cục pin các bác nhé. Một đôi pin, em xin lỗi, một đôi pin ạ. Pin này thì các bác có thể dùng từ 3 đến 5 tháng. Khi nào hết pin thì đèn ở đây nó sẽ báo hiệu này, nó sẽ nhấp nháy, nó báo hiệu các bác ạ. Đấy, tầm trước hết pin một tuần nó sẽ báo. Mình sẽ đi ra cửa hàng tạp hóa hoặc là điện dân dụng để mình mua cái pin này, gọi là pin đại cả nhà nhé. Pin đại 1.5V, một đôi là 3V, rất là an toàn. Em này thì em cũng bán với giá là 1.800.000 các bác nhé. Ở đây có 3 em 1.800.000 cho các bác dễ lựa chọn này. Em thứ nhất là em phím đề Rinnai màu trắng sữa. Em thứ hai phím đề Rinnai màu đen. Và em thứ ba là em này phím vặn cả nhà nhé. Đây, cả ba em này đều là giá 1.800.000 này. Ba em này giá 1.800.000. Còn em này 1.600.000 cả nhà nhé. Em này của Paloma 1.600.000. Bếp vẫn còn rất là mới cả nhà nhé. Bếp vẫn rất là mới, rất là đẹp. Cái kiểu của tất cả các em này thì đều bằng thép không dỉ các bác ạ. Đây, thép không dỉ. Cả nhà xem bếp và chọn cho mình em bếp ưng ý nhất rồi nhắn tin cho em nhé, hoặc là gọi điện cho em. Số điện thoại của em là 0359014200. Cái bếp này thì mình sử dụng rất là đơn giản thôi. Mình sử dụng giống như là bếp nội mình vẫn đang hay dùng đấy. Tại vì nó chỉ có hai bếp nấu và một bếp nướng thôi. Hai bếp nấu và một bếp nướng. Tất cả bốn bếp này đều có bếp, đều có lò nướng cả nhà nhé. Mình nướng cá, nướng thịt, nướng tôm. Đấy, rồi nướng hải sản, nướng rau củ quả. Thời gian nướng thì tầm 10 đến 15 phút tùy vào cái độ dày mỏng của đồn mình nướng. Hôm nay em xả bốn em này. Em làm một chiếc video tổng hợp cho cả nhà dễ theo dõi. Từ 1.600.000 đến 1.800.000 là các bác đã có chiếc bếp ưng ý rồi. Đấy. Giá này là em đã bao ship cả nhà nhá. Em ship mọi miền Tổ quốc ạ. Từ Hà Giang đến Cà Mau đều ship hết. Việc sử dụng bếp ga
nội địa Nhật Bản như thế này thì sẽ giúp các bác tiết kiệm ga được 20-30% ga. Nếu như một năm mình sử dụng 4 bình thì mình sẽ giảm xuống còn 3 bình cả nhà. Tuy nó là đơn giản nhưng mà nó vẫn đầy đủ các tính năng tắt bếp cả nhà nhé. Gió thổi tắt bếp, nước chào tắt bếp, cạn nước tắt bếp đấy. Khi mình nấu canh cua hoặc là mình nấu canh đấy, nó bị trào ra thì sẽ tự động tắt bếp và khóa ga luôn đấy. Và khi mình nấu kho cá, kho thịt đấy, không may mà nước, không may mà nó bị cạn nước thì cái cảm biến nhiệt ở đây ạ, đây là cái cảm biến nhiệt cả nhà nhá. Tất cả các bếp đều có cảm biến nhiệt. Bốn bếp này thì đều có cảm biến nhiệt, hai bếp luôn các bác nhá. Đây, cảm biến nhiệt này sẽ có nhiệm vụ là đo nhiệt độ dưới đáy nồi đấy. Từ đấy tự động tắt bếp, tự động khóa ga. Tắt bếp sau tầm 10 giây thì nó sẽ khóa ga luôn. Sử dụng rất là an toàn đối với những gia đình mà có người già, trẻ nhỏ này đấy, rồi phụ nữ sau sinh hay quên ấy, mình sử dụng rất là yên tâm. Mình không có lo mình quên, nhớ quên rồi mình kho cá, kho thịt bị cháy đó ạ. Thì từ chính nạn nhân là cháy rất là nhiều nồi. Nên là em cũng có chia sẻ với lại các anh chị và các cô dì chú bác. Đây là dòng đơn giản cả nhà nhé. Dòng đơn giản dễ sử dụng, không có gì là khó, không có tiếng Nhật, không có cái gì đâu ạ. Mình chỉ cần vặn hoặc là mình đề mình sử dụng thôi. Hai em đầu là hai em núm vặn cả nhà. Đây. Đây, vặn như bếp của mình dùng nó rất là nhẹ, nó sẽ không có tiếng tách như là bếp của mình đâu. Mình ấn giữ ngược chiều kim đồng hồ, mình vặn bình thường thôi. Đây ạ. Đây. Như bếp nội các bác dùng cũng mua mới thì cũng 1,3-1,4 triệu rồi. Tuy là hàng Nhật bãi nhưng mà sử dụng rất là tốt, rất là bền. Người Nhật thì luôn chú trọng đến chất lượng cuộc sống của con người, nên là họ luôn sản xuất ra những cái sản phẩm đạt cái tiêu chí an toàn và chất lượng lên trên hàng đầu cả nhà nhé. Sản phẩm của Nhật thì các bác biết rồi đấy, rất là an toàn. Chất lượng thì không phải bàn cãi rồi đúng không ạ? Dạ. Em nói lại giá cho các bác tiện theo dõi nhé. Em này 1,6 triệu ạ. 1,6 triệu chiếc này cả nhà nhé. Còn ba em còn lại, ba chiếc bếp còn lại của Rinnai là 1,8 triệu cả nhà nhé. Các bác thích bếp nào thì nhắn tin gọi điện cho em theo số 0359 014 200, kết bạn Zalo với em theo số này cả nhà nhé. Các bác thấy bếp đẹp thì cho em xin một nốt like, một nốt đăng ký ạ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video.